我前妻是种下，不断的是牵挂，小僧回头了吗？诵经身边撒呀，这四下再无他，菩提不渡他，几卷经书难留，这满园的名画，你离开这个家，爱恨都无处撒，还能回头了吗？看你微笑脸颊，怎能脱下袈裟来还你一个家？为何渡我不渡他？我还是难改心结，不见一句告别。现在世外什么季节，再无成双蝴蝶，早已被与我佛断了尘世执着。一纵满是名花，是否难改佛家不婆？不懂什么尘缘，只是有你很甜。你已不在这个中年，懂了眼泪很咸。沉重不再招募，灵魂怎么超度？忘记前前走的路，遗憾没能照顾。不再洗手成灰，再无名花纷飞。才体会这相思成堆，已经无法再追。死在湖畔边塞，怎能无情无爱？来世不再为生，红盖头只为你戴。这盖头只为你戴，只为你戴。这风儿还在刮，乱了谁的年华？他留起了长发，收起木鱼吧，菩提下再无他，又度过几个夏，眼睛还红吗？嗨，xin chào mọi người, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình, mình là Ray. Và hôm nay mình sẽ làm clip về vị tướng Ibaraki Doji này. Và các bạn chắc hẳn bạn nào cũng đã chơi vị tướng Ibaraki Doji này rồi. Chơi một lần ở đầu game khi mới vào game á. Và cách nhận vị tướng Ibaraki Doji này cũng khá dễ, đó là khi bạn đăng nhập liên tục 7 ngày thì bạn có thể nhận vị tướng Ibaraki này hoặc là Otengu. Mình thì thích chơi đấu sĩ hơn nên mình chọn Ibaraki. Và theo mình thấy thì vị tướng Ibaraki Doji này á, có bộ chiêu rất là ổn định nha. Có công, có thủ, có khống chế, có hút máu từ chiêu, có làm chậm nữa. Và anh em nào mới biết chơi thì hãy sử dụng vị tướng này rất là hợp lý cho việc đánh thường. Hoặc anh em có thể đem vô cả leo rank nữa, cũng rất là hợp lý nha. Tại vì Ibaraki có lượng máu khá lớn nên anh em không có dễ dàng chết trong combat được. Bây giờ các bạn hãy cùng Ray phân tích bộ kỹ năng của vị tướng này nha. Và đầu tiên trong bộ kỹ năng của Ibaraki Doji đó là nội tại Quỷ U. Nó sẽ tăng cho Ibaraki một lượng giáp khá là lớn, tạo nên sự trâu bò của Ibaraki. Nó sẽ chuyển 3% HP cộng thêm thành giáp. Và vì vậy anh em nên mà lên các đồ mà có máu cho Ibaraki nha, để tối ưu hóa cái nội tại này nha. Và đầu tiên trong bộ kỹ năng của Ibaraki Doji đó là La Sinh Môn. Đây là một chiêu bị động, nó sẽ làm cho các tướng địch lân cận sẽ bị giảm tốc 10%, kèm theo hiệu ứng áp chế nữa nha. Và chiêu tiếp theo á là Quỷ Diễm. Thì Ibaraki khi kích hoạt Quỷ Diễm thì sẽ búp được 30% tốc độ chạy. Và đòn đánh tiếp theo á sẽ gây ra hiệu ứng hất tung. Và chiêu 3 của vị tướng này là Quỷ Vực. Nó sẽ gây ra sát thương xung quanh cho các đơn vị tem địch. Và đồng thời nó sẽ hồi máu cho Ibaraki theo phần trăm sát thương mà Ibaraki Goronji gây ra. Rừng tem bạn Umome đã xuống ganh mình và giờ mình mất tốc biến rồi. Muốn ăn anh thì đâu có dễ. Bây giờ mình phải biến về thôi, máu mình thì khá thấp rồi. Ở đây nữa Umome lên cấp 6.
tin Gu đang chạy và có chạy được không. Một pha tốc biến rất là hợp lý và anh ta đã chạy thoát. Giờ ở khu rừng ở bên phía Orochi đang có sự diễn ra giao tranh giữa Inugami và Uome. Mình sẽ lên hỗ trợ Inugami đây. Bây giờ thì Inugami đã tiêu diệt được Uome. Ngộ nha, không được điểm hàng hỗ trợ ta. Kì nha. Và bây giờ sau đây là màn móc lớp của Inugami nhưng không thành công, một pha tốc huyết bỏ chạy. Bây giờ một tiên đường nhắm đến là Karasu Tengu tên bạn và điểm hạ gục dành cho Karasu tên mình. Bây giờ thì chắc là giọt thôi, tên bạn khá đông đang truy sát mình và Karasu Tengu. 4 người, 4 đến 2 thì sao mà ra được đây. Thì Karasu Tengu đau lên cùng với Uome. Nhưng bây giờ 2 đến 2 là hợp lý mãi luôn anh em à. Uome chạy đâu nữa, và bây giờ là double kill dành cho mình. Bây giờ là thố đây. Ở đường dưới thì Inugami gọt luôn Hanguro, tiếp tục tấn công vào vị trí Karasu Tengu. Karasu Tengu bây giờ phải nằm xuống. Double kill dành cho Inugami. Bây giờ mình khá là hấp máu, phải về thôi nha mà. Về đi. Ra đây chị em và điểm hạ gục dành cho Inugami. Một màn nữa rất là hợp dành cho Inugami nha. Chắc chắn mình phải biến về thôi. Được máu không được nữa cây nữa và tem mình không ai được nữa cây máu cả. Vui thôi anh em à. Về rồi thôi, hồi máu và cơm bánh lại nữa anh em ơi. Về đi. Vẫn không biến về dù với lượng máu là khá thấp. Bây giờ ở sát bìa rừng thì Inugami cùng với Uome đang solo kill. Bây giờ mình sẽ ra hỗ trợ bạn ấy đây. Bây giờ một mạng rất thơm từ Uome và tiêu diệt được Uome. Tên bạn chỉ còn 4 người mà thôi. Bây giờ công việc rất là nhẹ nhàng anh em mà, nên chỉ có đẩy quái mà thôi. Hết thì trao đổi chiêu thức với Karasu Tengu luôn. Và tại nhà chính tên bạn thì Inugami đã tiêu diệt được Otengu tên bạn. Và tên bạn chỉ còn 3 người mà thôi. Và vị trí tiếp theo được nhắm đến là xạ thủ Hankuro. Và cuối cùng đã bị tiêu diệt luôn rồi. Chán đấu này chắc chắn sẽ kết thúc sớm thôi. Bây giờ thì nhà chính tên bạn đã bị phá hủy. Clip đến đây là hết. Anh em nào thấy hay hãy cho một like, một subscribe để ủng hộ kênh mình nha. Và có ý kiến nào khác hãy để dưới phần bình luận nha.